Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim nhé. Thì tiếp tục cái kèo đánh tràng nghịch trong ngày hôm nay này. Thế thì đây là cái con chim mồi. Con chim mồi thì ngày hôm qua mới đánh được anh em này. Đấy, chim mồi thì nhốt ở trong cái lồng con đây. Còn về thòng thì đánh cắm quây này. Đây là cái bãi cây mon nha các bác nhé. Cái cây mon này thì có địa hình như thế này đánh thì rất là thích này. Đấy, chim nó hay dựa vào những cái ao đây, có những cái vùng cây mon này nó ăn ở đây. Còn khu vực đây thì khả năng là sẽ có một đôi các bạn. Đấy, cánh đồng này khá là đẹp. Nay đi đánh thì em cũng không gọi loa trước. Đấy, cứ thấy đồng đẹp là em đánh thôi. Bởi vì gọi loa nhiều con nó hăng quá, nó phi vào ngay chỗ chân mình ấy. Đấy, đến lúc mình đặt thòng ra là nó không phi vào nữa. Bây giờ thì em sẽ đặt máy quay ở vị trí cố định nhé. Đấy, lát mà được chim thì quay cho các bác cùng xem. Kèo này ok rồi anh em nhé. Đây dính một con à. Con này rất là máu này. Ăn đòn ngay. Đấy thì đánh cái con này rất là dễ thôi. Đấy, mình chọn được địa hình tốt, mình đánh thì tỷ lệ được 100% anh em ạ. Đây này. Thòng để phải phạch khá là to. Đơn giản lắm anh em. Anh em mà có nhu cầu về thòng hoặc là loa điều khiển từ xa đánh cái con tràng nghịch vụ này thì anh em liên hệ cho em nhé. Cái thòng thì nó có hai loại, một loại rẻ tiền, một loại có khuyên thì đắt tiền. Đấy thì anh em tham khảo, đấy phù hợp với cái tài chính của mình thì anh em mua. Còn em sẽ để cái số điện thoại ở góc màn hình video, anh em điện đến thì bên em sẽ có người tư vấn kỹ lưỡng cho anh em. Còn tiếng thì lúc nào em cũng hỗ trợ anh em là tiếng đánh cái bản ăn chim nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở kèo đánh lần sau.